Nhìn đẹp không bà con? Cảnh là bà con cá rơm à. Yeah, nó đang về con thấy không? Nó đang về đó. Số gì? Chú ơi, nó bay. Đó. Cái trồng to rồi má, chú về chưa có rành. Trời sớm vợ kéo mà đóng rơm tử khứ vừa con ha. Ghê thiệt. Bên trong phải làm được việc thiệt chứ. Đóng rơm tử khứ luôn á. Sáng vẫn kéo 5-6 mẫu rồi đó. Nãy nó đứng giờ đứng chờ kìa. Trời chỉ mưa rồi. Đứng anh đợi. Mưa tới luôn bà con. Trời trời mưa tới luôn rồi nè. Giờ máy cuốn cũng chạy vô rồi, tại sợ mưa ướt á. Đó, giờ ra dục vô tranh thủ dục xuống luôn. Lên dốc nè. Dốc cao ghê không? Dốc này sang đa lên vất vả. Đó, dập lên, mưa tới rồi. Mưa tới rồi. Mưa gió vất vả lắm con ha. Này chắc mưa không lớn đâu, nó qua ùa qua cái. Trống trống chân rồi đó. Có số dê đàng hoàng luôn bà con. Mưa tới bà con. Mưa. Đó, mà kia vô nữa kìa. Xiết 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 mưa chiều kéo xiết 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 vô luôn. Mưa lính vính dần vất vả. Mưa mưa
cái tấm mũ đó mình để vô luôn á. Cạp vô luôn, cạp vô luôn đủ. Chị kéo mũ da kéo sát vô. Châu chưa cài dính da được. Có đâu lúng đâu da được cái nên khô được bỏ ra được. Ở đây còn dư nè, kéo là đặng. Rồi được rồi. À, đang đi vô rồi. Nãy giờ mắc mưa luôn rồi. Dưới hai trên nè. À, đang lo cho mũ. Đừng chắc xuống. Ở đây. Bán trầu. Lên cho nó xuống. Người phiền đăng lên YouTube chứ bán trầu vậy. Đây là cái ách của nó nè con. Này để máng cổ con trâu nè. Cũng công phu dữ lắm á, đẻo được cái này nghe. Phải giỡn nghe. Công phu dữ lắm à. Phải cong theo cho cái cổ con trâu á. Chứ phải mà muốn để lên là để đâu. Cái sườn thì đơn giản nha, hai cây tre cái là xong nè. Hai cây tre đó. Hai cái bánh bằng sắt, còn nhiêu bằng cây không à, cái này sườn cũng bằng sắt, hai cây này bằng cây tre. Ừ.